Boa. Đỉnh. Đây là Comica AD Caster C1. Đây là một bộ kit dành cho những bạn làm content creator, những bạn làm podcast hay là những bạn chuyên livestream. Comica đã đưa cái sản phẩm này cho mình trước 1.5 tháng rồi, và bây giờ mình mới có thể lên video cho các bạn. Thực tế là không phải là mình không muốn lên liền, mà Comica không cho. Đúng ngày hôm nay mới cho lên video nè các bạn. Trong hồi là mình cho lên sớm luôn rồi, bởi vì chúng ta có rất nhiều điều để nói về cái sản phẩm này. Wow. Đây là Comica AD Caster C1. Chúng ta sẽ có một cái tên mã nữa là K1, tức là K1 đó. Thường thì cái tên mã này nó sẽ có liên quan tới những cái phụ kiện đi kèm theo sản phẩm của Comica. Với cái phiên bản K1 này thì chúng ta sẽ có một cái đế tạ để bàn như thế này nha các bạn. Comica có nói đây là một cái sao cạc, nhưng với mình thì nó không phải. Có một pháp sư đã từng nói như thế này: cái quần què gì cũng mua sao cạc hết, cái quần gì nó cũng là sao cạc hết. Thực tế mình thấy nó giống như một cái vocal processor hơn, và trong này nó tích hợp luôn cả cái audio interface. Tại sao mình gọi nó là vocal processor? Bởi vì đơn giản như thế này: các bạn có thể điều chỉnh lại được cái giọng nói của các bạn. Khi các bạn nói qua cái mic này thì cái bộ này nó sẽ chuyển đổi giọng nói của bạn, nó sẽ làm cho giọng của bạn trầm hơn, giống như đàn ông, giống phụ nữ, giống em bé, giống yêu tinh, giống quái vật, vân vân và vân vân. Ở trong đây chúng ta sẽ có rất là nhiều cái chức năng để chúng ta biến đổi cái giọng của chúng ta. Bản thân họ sẽ để cái tên sao cạc này để cho các bạn có thể nhìn thấy được sản phẩm của họ trên các cái sàn thương mại điện tử khác nhau. Chúng ta sẽ có một cái bộ caster với một cái thiết kế rất là nhỏ gọn như thế này. Mỏng thôi ha. Nó nhỏ, nó có thể là nó nhỏ hơn một cái iPad mini một chút xíu. Đó, rất là gọn và mỏng luôn, chỉ có khoảng là 1/6 thôi. Thì các bạn có thể đem và bỏ trong giỏ rất là thoải mái, rất là dễ dàng luôn. Viền xung quanh là kim loại và mặt trên, mặt đáy là nhựa. Chúng ta sẽ có một nút bật tắt nguồn, một nút bật tắt Bluetooth. Chúng ta sẽ có một cổng tín hiệu USB Type-C để kết nối ra các cái thiết bị khác nhau. Bên cạnh phải chúng ta sẽ có một cái jack tai nghe của mic số 1, 2 cổng out, một cổng AUX nhận tín hiệu của các cái thiết bị khác, 2 cổng in. Bên cạnh phải chúng ta sẽ có một Type-C XLR. Cái này thì hãng có cho các bạn một sợi dây Type-C ra hai đầu XLR luôn, trái và phải, chuyên dùng cho những bạn làm podcast hai người các bạn. Nó rất là hợp lý luôn. Phía dưới chúng ta sẽ có một cổng tai C sạc pin và một jack tai nghe cho mic số 2. Phần màn hình này là màn hình cảm ứng nha các bạn. Chúng ta sẽ có hai núm tăng gain cho hai cái micro khác nhau của chúng ta. Và khi các bạn bấm vào, nó sẽ cấp nguồn 48V. Núm AUX để tăng giảm âm lượng của các cái thiết bị đầu vào. Và cái núm lớn này để điều khiển âm lượng xuất ra. Bấm một cái, chúng ta sẽ điều khiển âm lượng của tai nghe. Ở phần phím chức năng thì chúng ta sẽ có thì noise, loopback, dub và mute. 5 cái phím hiệu ứng như thế này, nó sẽ là những cái hiệu ứng để hỗ trợ cho các bạn trong quá trình các bạn livestream. Và chúng ta sẽ có một cái phím custom ở đây, thì chúng ta thích làm cái nút gì ở đây thì chúng ta làm. Ngoài cái caster này ra thì chúng ta còn có một cái micro X2S của hãng luôn ha. Đây là một cái mic condenser, và bên trong này nó có tích hợp một cái pop filter ở bên trong cái vỏ này luôn rồi. Các bạn sẽ không cần phải dùng cái này để các bạn bọc lại nó nữa. Thực sự để nói là lâu lắm rồi mình chưa thấy có một cái mic nào với nó một cái thiết kế nó đơn giản nhưng mà nó nam tính như vậy. Nó kim loại hoàn toàn ha. Ngoài ra dành cho những bạn nào muốn livestream kiểu đa nền tảng, tức là các bạn muốn live định dạng ngang của YouTube, thì các bạn cũng có thể kết nối để các bạn like YouTube. Đồng thời cùng lúc đó các bạn có thể nối vào cái cổng USB này, hay đơn giản là cổng xuất âm thanh ra, và để các bạn live stream ở định dạng dọc luôn. Nó có pin tích hợp bên trong này là 1800 mAh. Các bạn có thể sử dụng nó liên tục trong khoảng thời gian là 6 tiếng đồng hồ. Việc nó tích hợp pin nghe đâu có vẻ rất là tiện dụng, nhưng không phải đâu nha. Tức là khi mà chúng ta mang đi thường xuyên á thì nó sẽ tiện dụng thôi. Nhưng mà các bạn này, với những bạn nào mà để nó ở trên bàn làm việc á, để các bạn live trực tiếp trên bàn á, thì nó có một cái yếu điểm, đó chính là cái cổng sạc này của nó không phải là cổng tín hiệu. Tức là các bạn phải sạc cái thiết bị này riêng, hoặc là các bạn phải cắm điện ở vào cái vị trí sạc này liên tục. Nếu như mà nó làm tích hợp vô đây á, các bạn cắm vô đây mà nó sạc vô luôn á thì ngon lành. Nhưng mà đằng này nó tách ra làm hai, cho nên là khi cái số lượng dây các bạn cắm nó nhiều hơn,
và nó phiền hơn. Nếu mà muốn có nhiều tiện ích ở trên mặt bàn á, thì thực tế là dây nó rất là nhiều. Đó là cái chuyện hiển nhiên thôi. Nhưng mà nếu mà tiết kiệm được thêm một sợi dây nào nữa thì nó khỏe quá. Mình nghĩ cũng sẽ có bạn hỏi là em có một cái micro Type-C như thế này, ở đây nó cũng có cổng Type-C vậy em có sử dụng được không? Thì mình nói là không nha. Nó chỉ có thể sử dụng với những cái mic sử dụng cổng 3.5mm và cổng XLR mà thôi. Hiện tại thì mình đang live bằng Comica ngay tại đây luôn ha các bạn. Đây các bạn thấy mình xoay đi, ok chưa? Và cái âm thanh của Comica nó nằm ngay đây. Cái con mic này là cái con condenser, cho nên là cái câu chuyện là nó độ nhạy của nó cao thì nó sẽ lấy được những cái tiếng xung quanh nó cũng có nhiều hơn, cho nên chúng ta sẽ có cái denoise. Rồi, thấy các bạn. Thì cái câu chuyện là nó im, mà bây giờ chúng ta sẽ không còn thấy cái tiếng xì nữa. Đó là cái denoise của Comica. Nó giải quyết cái câu chuyện nó trong một thiết bị nó nhỏ gọn như thế này thôi. Mình nói cái con caster này là một cái vocal processor, bởi vì đơn giản nó có thể điều chỉnh cái giọng nói của mình. Ví dụ như bây giờ các bạn thấy nè, mình sẽ điều chỉnh một số thứ, ví dụ như phần EQ. Đây là hiện tại mình đang để cho nó deep để cho các bạn nghe cái giọng của mình có cảm giác nó dày hơn, đúng không? Thì bây giờ mình đưa nó lên cái mức gọi là nature thì nó sẽ cảm giác như là nó đang nói chuyện bình thường với các bạn. Còn nếu như muốn cho nó sáng hơn thì chúng ta một cái nữa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua Pride. Và các bạn thấy là cái Pride á, thì cái cảm giác là cái nốt cao của mình, bây giờ mình nói có cảm giác là nó cao hơn, đúng không? Đó, không phải mới nãy là mình cố mình nói cho nó kia đâu. Bây giờ mình đang nói cái chuyện bình thường, bây giờ các mình sẽ nói cho các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ nói cái giọng trầm thì cái độ trầm của nó sẽ nhiều hơn. Và các bạn muốn cái phần ra reverb của nó, cái phần vang ha, thì nó có cái phần chúng ta sẽ có cái room. Đây là room ha. Đó, các bạn thấy đây là phần room, đây là cái stage là cái sân khấu. Còn nếu như các bạn muốn cái hall là nguyên cái hội trường thì đây là hall. And I was running far away, 'cause I would love the world someday. Nobody know, nobody know. Oh. Ok, đó là cái vang ha, nó là cái vang. Thì bây giờ chúng ta đã có cái vang rồi, ok. Sau cái vang đó thì chúng ta cũng có cái gì nữa, chúng ta cũng sẽ có cái hiệu ứng giọng nói. Cái hiệu ứng giọng nói FX này thì cái hiệu ứng giọng nói chúng ta sẽ có rất là nhiều cái hiệu ứng giọng nói. Đầu tiên đó chúng ta có thể sử dụng nó để chúng ta autotune, nghĩa là chúng ta hát mà nó fix cái âm của chúng ta. Chúng ta có phần tune rồi nhẹ nhàng đăng lên môi hôn cho anh quên đi lạnh giá. Đó, yeah. Nó mix cái âm của mình, nó nghe kỳ luôn. Ví dụ như mình chuyển thành giọng nữ đi. Đó, ví dụ. Không, bây giờ nói kiểu con gái một chút đi. Bây giờ mình cho qua cái giọng nam. Bà mẹ nó cái giọng không hợp, công nhận hợp lý vãi ha. Nhìn cái mặt mình. Ok, cho. Bây giờ là cái giọng robot. Thì bây giờ với những bạn mà streamer, các bạn không có muốn người khác biết cái giọng của mình, mà mình chỉ muốn là tạo một cái điểm nhấn gì đó, thì chúng ta có thể sử dụng cái giọng robot này. Nhưng mà mình khuyên là nó nghe nó nhão vãi chưởng. Ê bố, nghe ghê chứ, như vậy nó mới hợp lý chứ. Đúng không, ta là quái vật nè. Ta có một cái sở thích, đó chính là... Sở thích gì má? Ai biết, tôi chỗ qua đi. Rồi, đó như các bạn thấy. Nãy giờ cái mà mình test cho cái Comica này cho các bạn xem, các bạn thấy là hợp lý không? Thấy nó vui không? Đó. Và thậm chí là chúng ta có thể hát luôn ha. Tức là ở đây các bạn sẽ thấy nó có một cái nút gọi là cái nút loopback. Thì cái nút loopback này nó để làm gì? Tức là nó sẽ thu cái tiếng nền của cái máy vi tính hoặc là cái thiết bị mà các bạn kết nối chung. Ooh, but the way you play your game ain't fair. I'm pissed at a fool. I got something new for you. Yeah, go and run, tell your little boyfriend. I'm tired of driving around town with the girl I love, and I'm live again. You, I said the chains in my pocket wasn't enough. I'm live forget you, and I get her to say that I will reach ya, still be with ya. No, and that's some shit. Although this pain's in my chest, I wish you the best without forget you. Ngoài ra chúng ta còn có 5 cái phím chức năng khác nhau để chúng ta làm gì? Chúng ta gán hiệu ứng. Đây là tiếng vỗ tay.
tiếng cười đó, nhưng mà chúng ta muốn pha trò, thấy không? Dù cái này không có mắc cười gì hết. Đó. Vỗ tay, vỗ tay. Yeah. Ok đúng không? Đó. Chất quốc. À đó, hoặc là boa. À đỉnh. Nó là như vậy đó các bạn. Ở đây chúng ta sẽ có một cái tai si ra hai cái đầu Canon cái ha, và chúng ta sẽ cắm cái đó vào bên trong cái máy này. Và bên đây nó cũng có cái âm thanh của nó, và cái mic Lewis này nó cũng có cái âm thanh riêng của nó luôn. À, cái mic Lewis này bây giờ nó đang nằm ở cái mic số 2, còn cái này nó đang nằm ở cái mic số 1. Cho chúng ta một sợi dây chuyển rồi. Các bạn không cần phải đi tìm bất cứ ở đâu để tìm thấy một cái sợi dây chuyển khác nữa các bạn. Bởi vì khi mà chúng ta tìm một sợi dây chuyển thì chúng ta sẽ mệt mỏi thêm thôi, đúng không? Mua từng sợi dây tốn thêm từng đồng tiền. Và bây giờ chúng ta có một cái thiết bị, nó có tất cả mọi thứ mà các bạn cần luôn. Lúc mà mình đi tìm mua những cái mic hay là những cái mà audio interface khác nhau đó, thì mình đã tốn rất là nhiều tiền các bạn. Mình mua chúng những cái hàng phát, mình mua chúng những cái hàng trung bình. Thì riêng cái những cái khoản mà chúng ta bỏ tiền ngu đó ra thì chúng ta đã có thể mua được những cái sản phẩm như thế này rồi. Nếu như các bạn có bất kỳ cái câu hỏi nào, các bạn có thể comment ở phía bên dưới và mình sẽ trả lời hết tất cả các câu hỏi của các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video này ngay tại Giao Heo Studio. Và mình là Giao Heo, mình có gì mình khoe đó.